Anh Quang, hả? Đây biết ngày gì không? Ngày bình thường. Trời, không phải, nay ngày rất là đặc biệt luôn. Anh ghét suy nghĩ ơi. À, không phải là ngày tao đóng tiền nhà. What? Ủa, anh đi đâu vậy? Tao đi trốn, hết tiền đóng tiền nhà rồi ba ơi. Thằng này không có tâm gì chưa? Đi hỏi anh Định. Ê, anh Định. Trời ơi, giờ anh còn ngủ nữa. Anh Định, nay biết ngày gì không? Gì? Nay một ngày rất là quan trọng luôn. Anh nhớ xem. Hôm nay là ngày dẫn em đi mua quần xịt đúng không? Ngày như vậy đó. Đi, mẹ anh với anh cũng sai mà, biết mà. Đi. Thôi anh đi với mình đi. Không ai hiểu mình trơn á. Còn Đức, ông Đức lớn mà chắc nhớ. Gừng càng dài càng cay. Gì vậy bà? Đức, nè em biết ngày gì không? Thằng này tự nhiên hôm nay tới hỏi mình ngày gì, chắc có vấn đề. À, yeah. Hôm nay là cái ngày mà 5 năm về trước là anh xuất sơn thành đạo. Bảy ôi, để em bật bí nhỏ cho anh. Hôm nay là một ngày sinh. Trời ơi, ngày ơi. Ngày sinh mà. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày sinh là phải đi mua quà. Đúng rồi, đi anh trời. Em không nói với anh quên. Thì đó, bởi vì bởi vì xếp xíu nữa là quên chuyện quan trọng rồi. Ồ, anh Đức. Nhắc mẹ đâu hả? Thì hôm nay ngày sinh của nó. Giờ nhắc đi mua quà cho nó. Oh shit. Trời ơi trời, nay sinh nhật tôi mà. Ta giận à. Một năm một ngày cũng nhớ được. Anh em nhớ cái lộn rồi. Mày quá. Nhắc bụng. 2 hours later. Không khí hôm nay thật là nóng nực quá. Ủa cái gì đây? Đang bắt chí anh ơi. What? Nhổ tóc bạc. Ngứa. Rảnh quá. 2, 3. Ủa không có thằng Tuấn hả? Nó đâu rồi? Nó đi về rồi. Nó về rồi. Nãy nói chuyện nó giận chứ đi về luôn à. Ơi, hôm nay anh thấy thằng này lạ lắm nha. Tự nhiên nãy nó hỏi anh hôm nay là ngày gì. Nó cũng hỏi anh nè. Nó cũng hỏi tôi luôn như vậy luôn đó. Trâu chó mèo bò cạp rắn rít. Giờ để đếm gì em nội. Chết cha. Hôm nay là sinh nhật của nó. Nó đi mua quà cho nó thôi. Nãy giờ nó giận là như vậy đó. Câu lộ quá, câu lộ quá. Ba anh em mình quyết định bí mật mua quà tặng cho nó. Đúng rồi. Ok, đi thôi. Đi. Ok, đi thôi anh em. Đi thôi. Ý anh Đức. Hả? Sao? Mà mua đồ á, nó không có ý nghĩa. À, mình phải đi lượm. Bàn tay của mình hiểu không? Thì nó mới ý nghĩa. Đúng rồi. Đi lượm đi. Giúp em. Người ta phải giúp bằng công của mình. Thằng này tụi tôi đỡ tốn kém nữa. Ừ. Đi lượm đi. Ở đây có gì lượm được nè. Nè cái thùng xốp nè. Anh Đức ơi, anh thấy cái này được nè anh Đức. Nhắc nhà anh Tuấn thiếu cái thùng rác, lượm cái này về cho nó. Tặng sinh nhật. Có lỗ thoát gió luôn em. Nhà anh Tuấn nó có xẻng múc cát nên mình lấy cái xẻng múc cát. Kệ, lấy cái cây về nó phơi đồ cũng được. Có cái đàn. Hai mày lấy cái đó vậy? Sao nó xài được? Tao có bảy nghĩa con nè. Bài gì? Đây nè. Đâu? Hồi nào giờ nó đi chiếc xe đạp cũ rồi à? Bây giờ tao sẽ tặng nó chiếc xe đạp này xịn hơn. Có thể chở được nhiều đồ hơn. Thấy không? Xe đạp hiện đại không? Có thì nước để uống luôn nè. What the fuck? Thằng vô văn quá. Ngon quá. Chơi vậy trơn. Thằng Quang có đồ về rồi. Bởi vậy ăn uống cho nhiều vô rồi làm biết. Nó bỏ hai anh em mình ra đúng rồi đó. Anh có thấy xe đạp của thằng Tuấn nó cũ quá không? Ừ. Quá cũ luôn mà lúc nào cũng đạp. Nhiều khi anh em mình đi xe máy nó đi xe đạp cho nó dí nổi. Bởi vậy không máy mua cho nó chiếc xe đạp điện đi. Xe đạp điện hả? Ờ, cho nó đỡ phải đạp. Ủa cái bên mình có xe đạp điện luôn á. Cái gì lên gì? Thôi đi cho coi luôn đi. Ở đây, 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 đây. Cửa hàng xe đạp điện Vega. Đã vô không khí nó lạnh lá mát gì đâu. Đó, thoải mái quá. Ôi, xe này giống như xe Vespa ha. Gì vậy ba, mới vô leo lên xe ta ngồi quá. Ôi chị giờ em muốn mua chiếc xe đạp điện á, chị coi chiếc nào được tư vấn em á chị. Mua xe trai sử dụng hả? À, nếu mà nam đi thì mình có cái mẫu cách
Xe này đẹp ghê luôn, có biểu tượng siêu nhân luôn nè. Được. Tấn là thích đi kiểu này lắm, đi ngược vậy nè. Ủa vậy chứ chiếc xe này giá là bao nhiêu vậy chị? Món này giá hiện tại là 12 triệu. Mình mua xe này thì mình có là cái áo mưa nữa. Áo mưa là để... Áo mưa là để đi dưới mưa. À, đừng để xài với người yêu. Ok, vậy chị lấy cho em chiếc xe này đi. Quá trời đẹp à? Lấy màu đỏ luôn. Màu đỏ luôn ha. Dạ. Màu đỏ nhìn rất là sang nha. Màu đỏ chứng tỏ là anh yêu em. Còn đây là sổ bảo hành của mình ha. Đây. Dạ. Trong này là có đầy đủ hết cả hướng dẫn sử dụng luôn. Về nếu mà mình có quên gì á thì có thể tham khảo sổ hoặc là gọi lên bên em hướng dẫn lại ha. Đây, cái xe điện mình đi nó rất là tiết kiệm. Một lần sạc là đi 100 km chỉ 1.000 đồng thôi. Tiết kiệm rất là nhiều so với xe điện. Đo dữ vậy ông nội. Tập trung vô mua quà chân Tuấn đó. Mua xe mà tôi thấy cái gì mà có bảo hành là tôi khoái rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ đem chiếc xe này về, tôi trang trí lại để tôi làm quà tặng cho ông Tuấn thôi. Yeah. Trên cái yên xe nó rất là êm em. Đồng hồ này hiển thị nè. Ở đây đồng hồ có hiển thị là số km. Mình đang chạy với tốc độ là 16 km/h nha anh em. Anh em cái xe này á là chạy 100 cây xuống thì chỉ tốn có 2.000 tiền điện à. Ủa tiết kiệm ghê mày. Đúng luôn. Tốc này nó đi nó không có nhún anh em. Anh em coi trên cam là nó không có rung nè. Tức có nghĩa là nó không có nhún. Đi rất là êm. Đó, cái vận tốc mình đang dặn lên là 30 km/h. Đó, anh em thấy rồi đó. Nhưng mà mình đi rất là an toàn. Hiện tại là ba anh em tụi tôi đang đặt là 100 cái bong bóng bay để lá cột lên xe. Thấy không? Kéo xuống dưới đây là nhìn lá cột trời nè. Wow. Quá trời luôn. Ủa anh gọi gì vậy anh? Trời quá. Sao? 100 quả bong bóng cho anh em, bong bóng thì nó dễ thương lắm. Biết còn lại quá. Ủa? Sao lại mua xe bega vậy? Sao mua xe máy luôn đi? Xe này tiết kiệm gấp 33 lần xe tay ga. Sạc chỉ mất 2k thôi mà lại đi được 100 km. Vận tốc tối đa là 50 km/h. Xe này rất là tốt. Ủa, kiểu dáng đẹp quá ha. Chắc chắn thì có xe thích. À, xe này vừa tiết kiệm nè, tiết kiệm tiền nè, còn bảo vệ môi trường nữa. Đi xe máy nó phải là khí. Ở Sài Gòn mình bây giờ nó mù mịt là bệnh tật đồ cái kiểu là do đi xe máy không á. Cho nên mua xe này cho nó đảm bảo vệ môi trường luôn. Ok anh em, quà tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ gọi thoại kêu Tuấn ra thôi. Để em gọi cho nó. Alo, Tuấn hả? Em ra ngoài cầu Thủ Thiêm. Ừ, anh em có quà tặng cho em nè. Mặc đồ đẹp nghe chưa? Ừ, chiếc sổ lên. Rồi. Ok. 2 hours later. Ê Quang, hả? Thằng Tuấn nó tới rồi kìa. Đâu? Kìa. Tuấn lại đây. Trời ơi, anh em không à. Chị hồi sáng á, coi như thông cảm đi ha. Ok, bỏ qua đi. Chị hồi sáng đừng có buồn tụi anh nha. Bây giờ tụi anh có quà bất ngờ chị. Có quà là ok. Rồi, nhưng mà bây giờ trước tiên nó đi chứ. Đây. Đâu ở đâu? Ủa, ở đây đi đâu? Đi vệ sinh được cái. Không ai đá với tao á, tao buồn quá. Tôi tiểu với tao. Rồi, đi nha. Đâu rồi, lớp. Rồi, chạy xe. Trời, xe bê gà nè. Trời ơi, em thích chiếc xe này lâu lắm rồi. Giờ mới được lái nó. Cảm ơn nha. Trời ơi, đúng là anh em tốt nha. Wow. Ê Tuấn, hả? Giờ anh có một món quà khác nữa, tặng riêng cho mày nữa. Đâu? Đấy. Happy birthday to you. Happy birthday. Em xin em ra rồi. Happy birthday. Wow. Tuấn nè. Cảm ơn anh em nhiều. Quá hạnh phúc. Lên xe liền. Wow. Hey, wow.
đâu rồi? Ủa, Tuấn đâu rồi? Anh Tuấn bị mắc kẹt trong đây rồi anh em ơi. Chìm đắm trong bóng bóng rồi. Ok anh em, bây giờ tới phần quan trọng nhất, đó chính là ông anh kèm thôi. Ây wow. Mạnh Tuấn à. Ủa cái bánh kem mà dẻo dẻo ta. Này giống như bánh cơm mà dứa. Ngon mấy em. Trời mát vậy là đứng ăn ngon quá. Trời ở dưới, ở trong có cái gì đỏ đỏ nè. Dâu dâu nè em. Đức ơi, mốt mua cho em xe này anh Đức ơi. Ừ, mua em nữa. Để anh bán thần luôn. Lấy rồi thẳng ẩm thật luôn cho anh em ăn ngon chứ. Ẩm quá. Cay cay nè. Cay thuốc. Ok anh em, bây giờ tới phần quan trọng nhất chính là thả bong bóng. Tụi tôi sẽ có một cái số hình rất là đẹp cho anh em coi. Rồi, cắt đi. Rồi, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, thả đi. Má tôi chụp được hai cái màu xanh. Đẹp quá anh em. Có gì tiện nó bắn lộn từ đầu bắn đó. Rồi, bay đi. Thả luôn đi. Wow. Wow. Thả wow, bay xa ghê. Ủa, anh Đức, nó bay tới đâu lận? Chắc có bay mà tới châu Phi quá. Xa gì? Ước gì mình được ôm trái bóng bóng nó bay lên trên đó à. Lạ lạ, mình cuối cùng được đi luôn. Công nhận bên trên trời cao quá ha. Cao phải. Ủa, giờ còn cái nào nữa không ta? Chắc bay hết trơn rồi, còn cái gì đâu. Ủa, còn cái kìa. Wow, cao quá. Ôi, cao quá. Wow. 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 Anh em ở lại chơi nha. Ở lại chơi nha anh em. Ở lại chơi nha. Ở lại chơi. Anh em nhớ like, subscribe nha. Bye bye anh em.